Báo cáo mới về việc tìm kiếm máy bay MH370. Thêm một nước nộp đơn xin gia nhập BRICS. WHO thông tin về dịch bệnh hô hấp bí ẩn ở Trung Quốc. Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức quốc tế trên kênh YouTube Báo Lao động. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, theo trang Airlines Ratings cho biết, các kỹ sư hàng không hàng đầu đã áp dụng một công nghệ tìm kiếm có từ năm 1956 với hy vọng có thể lý giải được sự mất tích bí ẩn của chiếc máy bay MH370 trong thời gian sớm nhất. Mới đây, báo cáo của kỹ sư hàng không vũ trụ người Anh Richard Godfrey cùng các đồng nghiệp là tiến sĩ Hannes Kutsi và giáo sư Simon Masco đã chỉ ra việc sử dụng rộng rãi công nghệ WSBR để tìm kiếm máy bay mất tích MH370. WSBR là hệ thống truyền sóng vô tuyến tín hiệu yếu sử dụng phương pháp truyền tầng điện ly tần số cao HF để gửi tín hiệu đi khắp thế giới. Trước đó, quân đội Mỹ đã thử nghiệm thành công việc truyền sóng vòng quanh thế giới vào năm 1978 và thử nghiệm thành công tính năng nhắm mục tiêu chính xác máy bay vào năm 1985. BKSPR có thể được sử dụng như một hệ thống radar tầm soát ngoài đường chân trời và có hai ưu điểm chính. Thứ nhất về số lượng lớn và phạm vi địa lý của các máy phát và máy thu. Thứ hai là thời gian tích hợp dài 110,6 giây ở các máy thu. Ông Godfrey sử dụng WSBR để tìm kiếm MH370 trong hơn 3 năm và vào tháng 9 đã xuất bản một báo cáo dài 232 trang với tiến sĩ Hannes Kussi và giáo sư Simon Masco nêu chi tiết về nơi MH370 có thể kết thúc hành trình cuối cùng vào ngày 8 tháng 3 năm 2014. Theo trang Allies Rating, phương pháp này cho rằng MH370 đã đến một địa điểm mới cách Perth, Australia 1560 km và cách Perth 842 hải lý về phía Tây. Máy bay được cho là đang nằm ở độ sâu lên tới 4.000 mét. Chuyến bay mang số hiệu MH370 chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn khởi hành từ Kuala Lumpur, Malaysia tới Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 8 tháng 3 năm 2014 và biến mất ngay sau khi cất cánh. Đến nay, vụ mất tích bí ẩn vẫn chưa có lời giải. Mới đây, Chia sẻ với hãng thông tấn TASS, đại sứ Pakistan ở Nga Muhammad Khalid Jamali đã xác nhận Pakistan hy vọng sẽ trở thành thành viên của BRICS vào năm 2024, thời điểm Nga giữ chức chủ tịch luân phiên của nhóm. Đại sứ nêu rõ, Pakistan mong muốn trở thành một phần của tổ chức quan trọng này và chúng tôi đang trong quá trình liên hệ với các nước thành viên nói chung và Liên bang Nga nói riêng để mở rộng hỗ trợ cho tư cách thành viên của Pakistan. BRICS hiện bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Khối này có thể có sự tham gia của Argentina, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Xê Út và UAE vào tháng 1. Dựa trên ước tính của các nhà phân tích, BRICS cộng về mặt kinh tế đã lớn hơn G7, nhóm 7 các nước công nghiệp và phát triển bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Italy, Đức và Nhật Bản. Theo Nam Phi, nước chủ tịch BRICS năm 2023, tổng cộng đã có hơn 40 quốc gia bày tỏ quan tâm việc tham gia vào BRICS. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết vào đầu tháng 10 rằng BRICS có kế hoạch lập danh sách các ứng cử viên cho vị trí đối tác của khối trước hội nghị thượng đỉnh tiếp theo ở Kazan vào năm 2024. Theo quan chức này, trong thời gian Nga giữ chức chủ tịch BRICS, các quốc gia thành viên sẽ tập trung mở rộng hơn nữa vòng bạn bè BRICS, trong đó có các nước Mỹ Latin. Trong cuộc phỏng vấn với China Media Group vào tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết việc mở rộng BRICS dựa trên nguyên tắc đa cực toàn cầu. Theo ông Putin, không quốc gia nào muốn đứng bên lề và BRICS là nền tảng nơi các quốc gia có thể hình thành quan hệ trên cơ sở bình đẳng. Theo thông tin của tổ chức Y tế Thế giới WHO, vào ngày 23 tháng 11 vừa qua, Trung Quốc báo cáo không có mầm bệnh bất thường hoặc mới gây ra các bệnh về đường hô hấp lây lan ở phía bắc nước này. Trước đó từ giữa tháng 10, ở miền bắc Trung Quốc ghi nhận đợt tăng bệnh nhân mắc bệnh giống cúm so với cùng kỳ 3 năm trước, WHO đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm thông tin về tình hình. Theo đó, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã chia sẻ với báo giới rằng các ca bệnh hô hấp tăng đột biến là do dỡ bỏ các quy định ngừa COVID-19 và sự lây lan các mầm bệnh đã biết, cụ thể là cúm và các bệnh lây nhiễm thông thường ở trẻ em, bao gồm cả viêm phổi do Mycoplasma pneumonia. Ngày 23 tháng 11, WHO thông tin giới chức Trung Quốc phản hồi, thông báo không phát hiện bất kỳ mầm bệnh mới hoặc bất thường hoặc biểu hiện lâm sàng bất thường nào, kể cả ở Bắc Kinh và Liêu Ninh. Giới chức cho biết đợt bùng phát là do tăng trung các bệnh về đường hô hấp nói trên do nhiều mầm bệnh đã biết. Wang Wanji, phó giám đốc kiêm chuyên gia dịch tễ học tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Bắc Kinh, chia sẻ với truyền thông địa phương rằng thành phố đã bước vào mùa có tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm đường hô hấp cao. Bắc Kinh hiện cho thấy xu hướng có nhiều mầm bệnh cùng tồn tại. Trước đó, ngày 21 tháng 11, truyền thông và hệ thống giám sát dịch bệnh công cộng Promet báo cáo về cụm bệnh viêm phổi ở trẻ em miền Bắc Trung Quốc. WHO cho biết không rõ liệu báo cáo của Promet có liên quan đến cuộc họp báo của giới chức hay không. WHO cũng đã yêu cầu thêm thông tin về các xu hướng lưu hành gần đây của những mầm bệnh đã biết, bao gồm cúm, SARS-CoV-2, virus gây ra COVID-19, virus RSV ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh và Mycoplasma pneumonia cũng như trên mức độ quá tải trong hệ thống y tế. WHO kêu gọi mọi người thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bao gồm tiêm chủng, giữ khoảng cách với người bệnh và đeo khẩu trang. Trong phần tiếp theo của chương trình sẽ là những tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Trung Quốc xây trạm khí tượng cao nhất ở dãy núi Côn Lôn, Cơn bão cuối mùa đang lăm le hình thành ở Đại Tây Dương. Thưa quý vị, trên những đỉnh núi băng giá của khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, phía tây bắc Trung Quốc, ở độ cao gần 6.000m, các nhà khoa học Trung Quốc đã xây dựng một trạm khí tượng trên dãy núi Côn Lôn. Theo đó, các nhà khoa học Trung Quốc đã lập một trạm khí tượng tự động ở độ cao 5.896m trên dãy Côn Lôn, Trạm khí tượng này đánh dấu một bước đi quan trọng trong hướng tới thiết lập một mạng lưới theo dõi khí tượng toàn diện ở sườn phía bắc của cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng. Để xây dựng trạm khí tượng, các thành viên của nhóm thám hiểm đã phải vận chuyển các thiết bị bằng tay, đồng thời mang theo oxy dự trữ do thời tiết bất lợi. Được biết trạm khí tượng này có thể giúp quan sát tình hình khí tượng cơ bản ở giữa tầng đối lưu. Cuối bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết. Theo đó trong dự báo mới nhất các nhà khí tượng học của AccuWeather nhận định một cơn bão được đặt tên có thể hình thành trước khi mùa bão Đại Tây Dương kết thúc vào tuần tới. Mùa bão Đại Tây Dương năm 2023 kéo dài đến ngày 30 tháng 11. Trong dự báo bão mới nhất, các nhà khí tượng học của AccuWeather cho biết có khả năng một cơn bão sẽ hình thành ở khu vực lưu vực trung tâm của Đại Tây Dương trước khi mùa bão chính thức kết thúc. Với việc cơn bão cuối mùa hình thành, năm nay sẽ là năm có số lượng cơn bão được đặt tên cao hơn so với trung bình trong lịch sử. Nhà khí tượng học Adam Doty của AccuWeather chia sẻ, một vùng áp thấp dự kiến phát triển ở trung tâm Đại Tây Dương vào cuối tuần này. Áp thấp này có thể mang các đặc điểm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới. Nếu áp thấp mạnh lên, có sức gió duy trì tối đa ít nhất 60 km/h sẽ được phân loại là bão nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới và được đặt tên là Vince. Theo chuyên gia thời tiết Dottie, áp thấp này dù có mạnh lên thành bão hay không cũng sẽ tiếp cận Azores vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau. Khi di chuyển gần đến các hòn đảo, hệ thống thời tiết này sẽ gây ra mưa lớn cùng gió giật mạnh. Theo các mô hình dự báo bão, AccuWeather dự kiến cơn bão có khả năng được đặt tên cuối mùa bão Đại Tây Dương sẽ không tiếp cận tới Mỹ. Tính đến ngày 22 tháng 11, có 7 cơn bão bình thường và 3 cơn bão lớn hình thành tại lưu vực Đại Tây Dương, ngang với mức trung bình trong lịch sử 30 năm. Có 4 cơn bão tác động trực tiếp đến Mỹ, trong đó có 3 cơn bão đổ bộ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.